KN Channel. Các bạn ơi, nó có đồ chơi mới nè. Nó mới mua cái cần câu này đó. Nghỉ hè rồi, phải đi câu cá thôi. Nè, cái cần câu này hay lắm. Mình nhấn nút là đèn nó sáng luôn đó. Mà nó có nhiều kiểu đèn lắm kìa. Để nè, biểu diễn cho các bạn xem nha. Nàng sẽ nhấn vô cái nút lần nữa nè. Đó, nó đổi đèn rồi kìa. Nó đổi cái kiểu sáng á. Đó, kiểu thứ ba là đèn nó sẽ sáng lên và nó sẽ dừng lại, nó không có chạy. Kiểu thứ nhất nè. Kiểu thứ hai nè. Kiểu thứ ba nè. Thích quá, thích quá. Thôi bây giờ mình đi câu cá thôi. Ủa sao cái hồ này không thấy có con cá nào hết trơn vậy ta? Cá đi đâu hết rồi? À, mẹ dạy là đi câu cá là phải rải thức ăn xuống để kêu cá tới, cá mới tới. Bóng bóng bang bang, lên ăn cơm vàng cơm bạc nhà ta, chớ ăn cơm hầm cháo hoa nhà người. Cá ơi, thức ăn nè, tới đây đi. Cá ơi. Ý, có một con cá màu xanh. Ui, con cá thiệt là to. Ý, lại có một con tôm nữa kìa. Chắc là nó thấy có đồ ăn á, nên nó tới ăn kìa. Con cá màu xanh đang ăn kìa. Ý, lại có một con cá đuối. Ý, đừng có giành nhau. Hai bạn cá đừng giành nhau. Có sao biển nữa nè. Wow, một con cá sấu nữa. Chắc thấy có nhiều đồ ăn quá đó. Bơi kìa, nó bơi giành đồ ăn kìa. Ăn đi, ăn đi, ăn nhiều lên. Đồ ăn nhiều lắm. Thôi bây giờ nó sẽ câu nha. Bây giờ câu con cá nào trước đây ta? Câu cá đuối đi. Mình bắt được rồi. Bắt được một con cá đuối. Yeah yeah yeah. Con cá đuối màu cam. À, dính cứng quá. Con cá đuối nè, cái đuôi nó dài thiệt là dài luôn đó. Bạn cá đuối nha, đừng ăn hiếp bé Chibi nha. Bữa trước là làm lật thuyền của bé Chibi rồi đó. À, bây giờ mình sẽ câu con cá khác nữa. Con gì đây ta? Con nào đây? Con tôm đi. Con tôm hùm. Bắt được rồi, bắt được rồi. Mấy bạn này đang đói hay sao? Ăn lo mãi mê, ăn nên mà mắc dễ quá. Tiếp theo bây giờ mình sẽ câu gì đây? Hình như có gió rồi đó. Gió nước bắt đầu lên tên sóng rồi. Ý, bắt được con cá sấu. Con cá sấu này màu xanh đẹp quá. Nè, con cá sấu nè. Con cá sấu này dữ lắm á. Hừ, hừ, hừ. Thôi cá sấu đừng hung dữ mà. Đừng có ăn thịt nữa. Đừng ăn thịt người khác nha. Ngoan ngoan nha. Wow, gió mạnh quá, gió mạnh quá. Cá bơi lung tung hết, làm sao bắt được đây. Gió mạnh quá. Giờ bắt con gì đây ta? Thôi kệ, bắt con gì được thì mình bắt thôi. À thôi, bắt được bạn cá màu xanh rồi. Mừng quá, mừng quá. Tại vì gió thổi mạnh nên khó bắt lắm. Ý, con cá này là con cá rô. Con cá rô đó, nó có nhiều vảy lắm nè. Nhiều vảy và nhiều vây nữa. Con cá rô màu xanh. À, gió mạnh quá, gió mạnh quá. Làm sao bắt được con sao biển đây ta? Sao biển ơi, chờ na với sao biển ơi. Ý, bắt được rồi, yeah yeah yeah. Yeah yeah yeah, sao biển đẹp quá. Mà thích nhất là con sao biển. Nó màu đỏ đẹp quá à. Nó đang cười nữa kìa. Xin chào sao biển nha. Đây, lại hết cá rồi. Trong hồ không còn cá nào hết trơn. Thôi na mệt quá, na ăn cá miệng đây. Trái thanh long nè, trái dưa hấu và nho nữa. Thôi na ăn đây. Mình phải nghỉ giải lao mới được. Măm 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 măm. Măm 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 măm. Măm măm măm. Ngon quá. Ơ, cái hồ lại đầy cá lên rồi. Cá bơi đầy trong nước luôn. Wow, nhiều quá, nhiều quá. Nhiều quá.
bây giờ bắt con nào đây, thiệt là nhiều luôn. Chắc do na để nhiều đồ ăn quá đó. Bây giờ mình bắt con nào đây ta? Nhiều quá à, nhiều quá không biết bắt con nào luôn á nha. Thôi bắt được con nào hên xui đi. À, na biết rồi, na sẽ bắt hai con cá này. Hai con cá đang hôn nhau kìa, hai con cá hai anh em á, thương nhau lắm á. Trời, còn ngậm đồ ăn lên nữa kìa. Na bắt được nhiều chưa nè. Bây giờ na sẽ bắt tiếp nha. Con cua. Yeah. Con cua này bám mạnh quá. Đây, đây là con cua nè. Có hai cái càng thiệt là to. Và nó có đôi mắt nè. Mấy bạn thấy đôi mắt của nó không? Có nhiều chân lắm á. Đố mấy bạn biết con cua có mấy chân? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 chân. Con cua có 8 chân và hai cái càng. Bây giờ mình bắt con nào nữa đây ta? Con cá lia thia. Nè, nó có nhiều vây lắm đó. Đẹp chưa? Con cá này đẹp quá. Tiếp theo mình sẽ bắt con nào đây ta? Ý, có hai con cá heo nè. Ui, đáng yêu chưa? Con cá heo mẹ chở con cá heo con. Dễ thương quá, đây là cá heo mẹ, còn đây là cá heo con nè. Ui, thiệt là đáng yêu. Bây giờ, con này còn nhiều quá, giờ bắt con nào đây ta? Con rùa đi. Con rùa. Ây da, ây da, rùa nặng quá, nó không chịu lên, nặng quá. À, à, cố lên, cố lên. Na ơi, cố lên. Yeah, Na đã chiến thắng. Na đã bắt được con rùa rồi. Con rùa cười thiệt là tươi, dễ thương quá. Xin chào rùa, xin chào, xin chào. Chịu khó lên bờ một xíu nha. Rồi bây giờ mình sẽ bắt con cá ngựa nha. Yeah. Trời ơi, cá ngựa này bự quá, nó không chịu lên bờ. Cá ngựa này bự, không được. Không được, không được. Yeah, lên rồi. Đây, đây là bạn cá ngựa nè. Bạn cá ngựa này đáng yêu quá. Cá ngựa bơi, 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 bơi. Màu xanh đó. Ý, nó còn có cái gì ở trên đầu nó nữa nè. Đẹp quá ha. Bây giờ còn 3 con, mình bắt hết luôn nha. Bây giờ mình sẽ bắt con cua. Con cua màu vàng. Con cua này bự quá. Ui, nó bự. Nó bự quá, nó không chịu lên. Lên rồi. Đây là bạn cua. Bạn cua này cũng có 2 cái càng và có 8 cái chân. Cua này đang cười đó. Những cái chân của nó ngắn ngủn mà không giống bạn cua hồi nãy. Đây, mình sẽ bắt bạn tôm nha. Không biết cái chỗ để dính nó nằm ở đâu rồi á. Ý, thấy rồi. À, à, à. Đừng có giật lại nữa. Lên bờ đi. Rồi, Na bắt được rồi nè. Bạn tôm màu đỏ. Bạn tôm dễ thương quá. Rồi, còn một bạn cá heo màu tím thôi à. Bây giờ bạn cá heo còn có một mình trong nước thôi, nên bạn cá heo bơi nhanh quá. Làm sao mà dí kịp bạn cá heo để bắt được đây ta? Cá heo ơi, đợi xíu đi. Ý, nó đứng lại rồi kìa, đứng lại rồi kìa. Bắt, bắt, bắt. Ý, bắt được rồi. À, nó không chịu lên bờ, nó lôi cái cần câu đi luôn rồi kìa. Đừng, đừng có lôi cần câu của Na đi chứ. Đợi, đợi xíu, đừng có lôi đi, đừng lôi, đừng, đừng, đừng. À, đừng mà, đừng mà. Đừng có lôi cần câu của Na. Đừng có kéo đi, đừng có kéo đi như vậy. Rồi, Na đã kéo lên bờ được rồi. Đây là bạn cá heo màu tím. Cái heo rất là tốt bụng đó. Đây, vậy là Na đã bắt được nhiều chưa? Một ngày thành công luôn. Na bắt đầy rổ luôn nè. Đủ thứ loại hết trơn luôn. Nhiều màu sắc nữa. Thích quá, thôi Na đi về đây. Ơ, nhưng mà không được. Na đi câu cá là tại vì nghỉ hè. Na buồn quá, Na đi câu cá thôi. Chứ Na không có ý định bắt mấy bạn này đâu. Thôi, bây giờ Na sẽ thả mấy bạn để về với mẹ nha. Để ba mẹ mấy bạn trông á. Thôi, Na thả xuống đây. Các bạn hãy về với mẹ nha. Ba mẹ đang trông chờ mấy bạn đó. Thank you.
đừng ăn hiếp bé Chibi nha. Đây, Na đã thả hết rồi. Nè, Na còn ít thức ăn nè, Na tặng cho mấy bạn luôn. Mấy bạn ăn no bụng rồi về nha nha. Các bạn hãy đăng ký thành viên trên kênh KN Channel để trở thành người đầu tiên được xem video mới nha. Xong, mà hết đồ ăn rồi. Thôi bye bye các bạn nha. Bây giờ Na đi về đây, Na cầm cần câu về đây. Bye bye. Hôm nay bé Na và mèo đi câu cá nè. Ý, có một con cá bự kìa. À yeah, bắt được rồi nè. Chị bé Na, chị bé Na, chị đi câu cá hay là câu rác gì chị bé Na? Cái thùng này là cái thùng gì mà